Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp N4 các bạn ha. Và đó là mẫu ngữ pháp gì thì xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Trên hình vẽ thì các bạn thấy là có hai người bạn và cậu bé thì có vẻ như là muốn mượn cây bút của người bạn kế bên. Thế thì khi này cậu bé sẽ nói câu gì các bạn? Hay chotto pen o kashite kuremasen ka? Hay chotto pen o kashite kuremasen ka? Như vậy thì chúng ta thấy xuất hiện động từ kashimasu là cho mượn. Và cậu bé này sử dụng mẫu ngữ pháp là kuremasen ka? Như vậy thì khi cậu bé này muốn mượn cây bút, cậu bé đã sử dụng kuremasen ka? Thế thì kuremasen ka có ý nghĩa là gì và cách sử dụng như thế nào? Thì các bạn hãy cùng theo dõi những slide tiếp theo nhé. Chúng ta có thêm một ví dụ nữa các bạn. Trên hình vẽ các bạn thấy đó là giữa sếp và nhân viên. Thế thì khi anh nhân viên này muốn nhờ sếp giải thích hộ cho mình thì anh ấy đã nói gì các bạn? Hey, sumimasen ga, koko setsumei shite kudasai masen ka? Setsumei shimasu, động từ setsumei shimasu có nghĩa là giải thích. Thế thì khi anh ấy muốn nhờ sếp của mình giải thích, anh ấy đã sử dụng mẫu ngữ pháp là kudasai masen ka? Như vậy thì kuremasen ka và kudasai masen ka có ý nghĩa là gì, dùng trong trường hợp nào? Thì các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Như trên hình các bạn thấy đó là mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học là gì các bạn nhỉ? Động từ chia về thể T và đi với kuremasen ka, kudasai masen ka, chúng ta sẽ dịch là làm V giúp cho tôi, hoặc là vui lòng làm V giúp cho tôi. Thì hai mẫu câu này sẽ dùng khi mà chúng ta muốn nhờ vả người khác làm gì đó cho mình. Thì chúng ta sẽ sử dụng kuremasen ka hoặc là kudasai masen ka. Và giữa kuremasen ka và kudasai masen ka nó có khác nhau một chút, đó là về mức độ lịch sự các bạn ha. Như vậy thì so với kuremasen ka thì kudasai masen ka sẽ lịch sự hơn. Như vậy thì quay trở lại hai ví dụ lúc đầu, chúng ta có khi mà muốn nhờ vả bạn bè của mình cùng trang lứa với mình, chúng ta sẽ sử dụng te kuremasen ka. Còn khi mà chúng ta muốn nhờ sếp của mình, nhờ cấp trên của mình, nhờ người trên của mình thì chúng ta lại sử dụng kudasai masen ka. Nó sẽ thể hiện sự lịch sự hơn các bạn nhé. Và để hiểu rõ hơn hai mẫu ngữ pháp ngày hôm nay, hai mẫu câu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến một vài ví dụ. Đầu tiên các bạn thấy đó là hai người bạn muốn nhờ cô gái đó chụp hình cho mình. Thì khi này sẽ nói gì các bạn nhỉ? Hay chụp, động từ chụp hình là gì các bạn? Hay torimasu, sashi no torimasu. Như vậy thì nhờ người khác, chúng ta sẽ chia về thể T và gắn với. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng kuremasen ka. Như vậy chúng ta có một câu hoàn chỉnh, đó là sashi no totte kuremasen ka. Hay sashi no totte kuremasen ka. Xin hãy chụp hình giúp chúng tôi có được không? Hay sashi no totte kuremasen ka. Tiếp tục nào các bạn. Đây là bối cảnh trong một nhà hàng các bạn ha. Và các bạn thấy thì vị khách nữ này có cầm dĩa đồ ăn và có vẻ như là không hài lòng, cho nên là cô ấy có muốn đổi. Thì khi này cô ấy sẽ nói gì các bạn? Hay torikaete kuremasen ka? Torikaete kuremasen ka? Động từ torikaemasu là đổi đồ ăn, đổi món ăn các bạn ha. Và khi này cô ấy vừa muốn nhờ vả người nhân viên, người phục vụ đổi món ăn giúp cho mình thì cô ấy sử dụng là vete kuremasen ka. Hey, torikaete kuremasen ka, có thể đổi giúp cho tôi có được không? Hey, nào chúng ta tiếp tục nào, Tsugi. Như vậy là các bạn thấy trình vẽ đó là giữa học trò và giáo viên các bạn ha. Như vậy thì cậu bé này muốn nhờ thầy của mình giải thích thêm một lần nữa giúp cho mình để cho mình hiểu rõ hơn. Thì khi này cậu bé nói hay moichido setsume shite kudasai masen ka? Hay moichido setsume shite kudasai masen ka? Xin thầy vui lòng giải thích lại một lần nữa giúp cho em có được không? Như vậy thì các bạn thấy là cậu bé này đã sử dụng kudasai masen ka thay vì kuremasen ka các bạn nhỉ. Kudasai masen ka thì nó sẽ lịch sự hơn và dùng với giáo viên của mình thì sẽ phù hợp hơn các bạn ha. Hay các bạn cùng đọc lại với mình câu này nhé. Moichido setsume shite kudasai masen ka? Nào, Tsugi. Trên hình là cũng là học trò và giáo viên của mình. Cô học sinh thì muốn nhờ cô giáo của mình giải thích cái cách đọc chữ Hán tự, dạy cái cách đọc chữ Hán tự cho mình. Và khi này thì cô bé sẽ nói là
この漢字の読み方を教えてくださいませんか？はい、この漢字の読み方を教えてくださいませんか？À, xin hãy vui lòng dạy cho em cái cách đọc chữ Hán tự này có được hay không? Hay, この漢字の読み方を教えてくださいませんか? Và lúc này thì cô bé sử dụng là kudasai masenka, nó sẽ lịch sự hơn các bạn ha. À, và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy gửi về cho chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. À, và các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để cùng nhau củng cố lại bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn sẽ được tích thêm 1 điểm vào tài khoản nếu làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Hey, mata kondo negashimasu.